Thưa quý khán giả, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn xảy ra mưa dông ở nhiều nơi, mưa vừa mưa to tập trung ở khu vực vùng núi và trung du. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại đây phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Cần lưu ý là từ nay đến ngày 16 tháng 5, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu là từ 2 đến 5 m, hạ lưu là từ 2 đến 3 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ. Vùng mưa cũng sẽ lan rộng xuống khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi. Tại Bắc Trung Bộ có nơi mưa vừa mưa to và nhiệt độ trưa chiều là từ 28 đến 30 độ. Còn Trung Trung Bộ ban ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ cao hơn, từ 33 đến 35 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có thời tiết ổn định với ban ngày trời có nắng, về chiều tối có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa dông rải rác kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Còn quần đảo Trường Sa trời không mưa và gió ở cường độ yếu. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho một số tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay.